Chiều ngày 8 tháng 8 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng huân chương hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho đồng chí Ferdinand Turo González, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam. Huân chương hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam trao tặng những người nước ngoài và tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn và tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng chí Ferdinand Turo González, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, là một trong những cá nhân đó. Đặc biệt hơn, đây là lần thứ hai đồng chí Ferdinand Turo González được trao phần thưởng cao quý này. Lần đầu tiên vào năm 2004 khi đồng chí kết thúc nhiệm kỳ đại sứ lần thứ nhất tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ferdinand Turo González bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến chính phủ, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng tấm huân chương cao quý này. Đồng chí cũng khẳng định dù ở bất kỳ nơi đâu, trên bất kỳ cương vị nào, tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện hết trách nhiệm của mình và coi đây là nhiệm vụ được giao phó để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đóng góp, làm giàu hơn nữa kho tài sản quý giá mà nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Đó chính là tình hữu nghị, tình đoàn kết và tình anh em thân thiết giữa hai dân tộc đã gắn bó với nhau từ trước đến nay. Ngày 8 tháng 8, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục Đào tạo đã họp và chính thức đưa ra mức điểm sàn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013. Điểm sàn năm nay tương đương năm trước, riêng khối C giảm 0,5 điểm. Theo đó, mức điểm sàn hệ đại học năm 2013, khối A và khối A1 13 điểm, khối B và khối C 14 điểm, khối D1 13,5 điểm. Điểm sàn xét tuyển đối với hệ cao đẳng thấp hơn điểm sàn đại học 3 điểm. Cụ thể, khối A và khối A1 10 điểm, khối B và khối C 11 điểm, khối D1 10 điểm. Mức điểm sàn trên đây áp dụng đối với học sinh phổ thông khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm sàn cũng sẽ được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Với hệ liên thông, điểm sàn tương đương với mức điểm sàn hệ đại học cao đẳng chính quy của các khối thi. Năm nay là Bộ đã thay đổi cái cách tiếp cận về xác định điểm sàn. Trước đây tức là cái chỉ tiêu giao cho các trường là do Bộ phân bố và nó là chỉ tiêu pháp lệnh và các trường phải thực hiện cái chỉ tiêu đấy. Còn nay tức là cái chỉ tiêu được xác định theo cái thông tư 57 thì là các trường lại xác định cái năng lực tối đa của mình, tức là cái năng lực mà tối đa không thể vượt qua cái năng lực đấy. Vì vậy nên là cái cách tiếp cận xác định điểm sàn cũng thay đổi theo. Mình xác định một cái ngưỡng tối thiểu mà học sinh có thể học đại học cao đẳng được. Và dựa vào đấy thì các trường là tuyển sinh. Và như vậy các trường sẽ gọi từ cao cho đến xuống thấp cái tối thiểu là bằng điểm sàn. Ngay sau khi Bộ công bố điểm sàn, vấn đề được dư luận quan tâm là điểm thi năm nay cao hơn năm trước, nhưng điểm sàn lại tương đương. Thậm chí, điểm sàn của khối C đại học thấp hơn năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Điểm sàn có thể là năm cao, năm nó thấp thì không có nghĩa là cái chất lượng học sinh nó thấp và nó cao. Mà cái đấy tức là cái năng lực mà học sinh có thể là tham gia học tập đại học cao đẳng được. Thì cái đó là cái mà nó có cái tính khoa học để cho nó minh bạch và khách quan. Ví dụ trước đây chúng ta xác định cái điểm sàn, chúng ta dựa chỉ tiêu để chúng ta điều chỉnh cái hệ số dịch chuyển. Bây giờ thì là chúng ta có cái nguyên tắc xác định điểm sàn như thế, thì nó ra con số như vậy, so với chỉ tiêu chúng ta thấy là rõ ràng là cái số dư dôi nó chừng này. Căn cứ vào điểm sàn xét tuyển đại học cao đẳng, các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định điểm trúng tuyển và xét tuyển. Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn, không nhân hệ số các môn thi để xác định điểm sàn. Ngay sau đây, các trường thông báo điểm trúng tuyển cho thí sinh dự thi và có nguyện vọng học tại trường. Sau khi xét tuyển đối với thí sinh dự thi và có nguyện vọng học tại trường, nếu còn chỉ tiêu xét tuyển, các trường thông báo điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Mức điểm nhận hồ sơ, chỉ tiêu xét tuyển, điều kiện tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn xét tuyển kết thúc chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2013. Liên quan đến vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, chiều ngày 8 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Hà Nội tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để phục vụ công tác điều tra vụ nhân bản kết quả xét nghiệm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 4736 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Chí Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức Hà Nội. Lý do đình chỉ là để phục vụ việc xem xét điều tra khởi tố vụ án, lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức trong thời gian ông Nguyễn Chí Liêm bị tạm đình chỉ công tác. Cùng với đó, Sở Y tế cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ 6 cán bộ y tế có liên quan đến vụ nhân bản kết quả xét nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, Sở Y tế cũng có tờ trình phương án xử lý kỷ luật cán bộ
đối với nhiều cán bộ khác có liên quan đến sai phạm của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra. Những thông tin mới hơn về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Chuyển sang những thông tin khác, bên cạnh công ty quản lý tài sản VAMC cần phải phối hợp thêm nhiều biện pháp để xử lý nợ xấu. Đó là nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước tại hội thảo các giải pháp giải quyết vấn đề nợ xấu tại Việt Nam được tổ chức vào sáng ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội. Các chuyên gia tại hội thảo cho rằng hệ thống pháp luật ở nước ta còn có nhiều vướng mắc, cản trở quá trình giải quyết nợ xấu. Quá trình giải quyết tài sản đảm bảo tốn nhiều thời gian, khiến cho các ngân hàng gặp khó khăn trong quá trình thu hồi nợ. Hội thảo đã đưa ra một số giải pháp xử lý nợ xấu cùng việc thành lập và đưa vào hoạt động công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Xử lý nợ xấu thì bằng rất nhiều hình thức, có thể là tham gia dưới hình thức là chuyển cái khoản nợ thành vốn góp, cũng có thể là mua bán sát nhập, hoặc là cũng có thể là thông qua đó thì cái việc xử lý nợ xấu nó sẽ theo cái xu hướng là có thể là cái hợp nhất thành một cái chủ thể, hoặc có thể là hai bên thành lập một chủ thể mới, hoặc là góp vốn để tham gia vào để điều hành ngân hàng. Trao đổi về kinh nghiệm giải quyết nợ xấu của một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Tây Ban Nha, ông John Sheehan, giám đốc khu vực Đông Nam Á của Capital Service Group cho rằng với số vốn khá nhỏ của công ty quản lý tài sản VAMC thì việc giải quyết và mua lại nợ xấu của các ngân hàng nên huy động thêm sự trợ giúp từ các nhà đầu tư nước ngoài. Số vốn hiện tại của VAMC theo tôi là khá nhỏ và nó phải gánh một trọng trách lớn. Chính vì vậy nên cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua lại nợ xấu của các ngân hàng. Thêm vào đó, vì khái niệm giá trị thời gian của tiền, nên nếu chúng ta tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài mua lại nợ xấu càng sớm, thì giá trị khoản tiền chúng ta huy động được để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng cũng sẽ càng nhiều. Nợ xấu đang là cục máu đông làm tắc nghẽn dòng chảy tín dụng. Vì vậy, bên cạnh những giải pháp ngắn hạn như gia hạn lại nợ, đảo nợ, các chuyên gia tham dự hội thảo đều kỳ vọng vào một môi trường thân thiện của ngành ngân hàng với các văn bản pháp lý mới hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các giải pháp mua bán sáp nhập, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Sáng ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN và quốc kỳ Việt Nam nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN, mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2013 và 18 năm Việt Nam tham gia ASEAN, 28 tháng 7 năm 1995, 28 tháng 7 năm 2013. Chứng kiến lễ kéo cờ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, lãnh đạo các bộ Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội cùng đại sứ các nước thành viên ASEAN tại Việt Nam. Sau 46 năm ASEAN có hiến chương, hoàn thành 2/3 chặng đường xây dựng cộng đồng để chính thức tuyên bố thành lập cộng đồng ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Tiếp đó, ASEAN đã đảm nhận tốt vai trò chủ đạo của mình trong cấu trúc khu vực đang định hình để thúc đẩy hợp tác, hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực. ASEAN cũng đã góp phần thúc đẩy những biện pháp về xây dựng lòng tin, tạo ra những cơ chế hợp tác trong khu vực, giúp gắn kết những đối tác bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, để cùng chung tay xây dựng những mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Diễn biến dịch cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc đang có những dấu hiệu đáng lo ngại khi các nhà khoa học phát hiện bằng chứng cho thấy khả năng loại virus nguy hiểm này đã lây từ người sang người. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông. Đến nay, bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy rằng virus cúm gia cầm H7N9 có thể lây từ người sang người đã xuất hiện sau khi một người đàn ông bị mắc cúm gia cầm H7N9 được cho là đã truyền loại virus nguy hiểm chết người này sang cho con gái mình. Một phụ nữ 32 tuổi ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã tử vong do bị nhiễm virus H7N9 được cho là lây từ cha mình sau khi chăm sóc ông trong bệnh viện. Những mẫu virus lấy từ người cha và con gái đã cho thấy cấu trúc gen gần như giống nhau hoàn toàn. Với chuỗi 8 gen của hai mẫu virus lấy từ hai cha con bệnh nhân này có độ giống nhau từ 99,6 đến 99,9%, các chuyên gia kết luận rằng đây là vụ đầu tiên cho thấy khả năng virus H7N9 lây từ người sang người. Người con gái không hề tiếp xúc với gia cầm trước khi đổ bệnh, trong khi chăm sóc người cha trong bệnh viện. Được biết nạn nhân này đã không đeo khẩu trang hay bao tay trong khi chăm sóc cha. Người cha, 60 tuổi, đã bắt đầu phát bệnh từ tháng 3 sau khi tiếp xúc với gia cầm sống. Trong một bài báo đăng trên tạp chí y học BMJ của Anh, các chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc viết: "Chúng tôi tin rằng lời giải thích chắc chắn nhất về trường hợp hai cha con bệnh nhân cúm gia cầm H7N9 này là loại virus đó đã lây trực tiếp từ người cha sang con gái. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng loại virus này vẫn chưa thể duy trì hiệu quả khả năng lây nhiễm từ người sang người.
43 người từng tiếp xúc với hai cha con bệnh nhân này đã được kiểm tra y tế và kết quả xét nghiệm cho thấy họ âm tính với virus H7N9. Đến nay, Trung Quốc đã phát hiện 134 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9, trong đó có 43 người đã tử vong. Việc loại virus nguy hiểm chết người này biến đổi để có thể lây nhiễm từ người sang người đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng bùng phát một dịch bệnh nguy hiểm đối với con người. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông.